giới thiệu cho các bạn bộ sản phẩm Smart Fitness nhập khẩu từ Mỹ. Bộ sản phẩm này thì có tác dụng là đánh tan mỡ bụng, tăng cơ chân tay và tăng các vùng cơ khác trên cơ thể. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp và để giới thiệu chi tiết cho các bạn. Sau đây mình sẽ bóc hộp sản phẩm này. Và đây mặt trước, mặt sau hộp này. Trong hộp thì gồm có sách hướng dẫn sử dụng. Đây. Và bộ gồm 3 máy. Đây là các miếng dán. Miếng dán lớn này là để dán vào bụng, cơ bụng. Còn hai miếng dán nhỏ đi kèm theo này là để dán vào cơ tay, cơ chân, cơ bắp đùi hoặc các vùng cơ khác ở trên cơ thể. Thì bây giờ mình sẽ bỏ pin vào đây và chạy thử cho bạn xem nhé. Đây. Pin là dùng pin 3A nhé. Pin nhỏ nhất. Có 2 pin vào đây. Mắc vào. Đây là miếng dán. Đây là nút mở on off này. Các bạn mở ở đây, gắn vào đây. Ok. Đây là nút điều chỉnh. Đấy. Nút này là nút để điều chỉnh các chế độ khác nhau. Có 6 chế độ khác nhau. Đây là nút điều chỉnh cái chế độ. Mình dùng mạnh này các bạn. Dùng rất mạnh luôn.